Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, gió đông nam yếu đi, đêm qua những cơn mưa nhỏ, mưa phùn đã giảm hẳn. Lúc này cả miền Bắc chỉ còn nhiều sương mù, tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới 1 km. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển và mở rộng mạnh của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, từ sau 9 giờ sáng, các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ hửng nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức từ 29 đến 32 độ. Riêng tại các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang hay Phú Thọ là những nơi có nắng sớm nên nhiệt độ nhỉnh hơn trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La hay Hòa Bình sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Với các tỉnh miền Trung, từ sau 10 giờ, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng sẽ khiến nền nhiệt miền Trung tăng nhanh và từ 11 giờ trở đi sẽ có thêm sự góp mặt của hiệu ứng gió phơn, miền Trung bắt đầu xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong ngày hôm nay, cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Trong đó, các huyện vùng núi phía Tây của các tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị là nơi gió phơn hoạt động mạnh, nhiệt độ sẽ tăng cao từ 38 đến 39 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận vẫn chưa chịu tác động của thấp nóng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Tại khu vực phía Nam, hôm nay cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ trở lại với trạng thái tạnh giáo và có nắng, trời nắng mạnh vào trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng sẽ quay trở lại với các tỉnh miền Đông với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Các tỉnh miền Tây, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ trong ngày và đêm hôm nay tiếp tục có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 2,25 m, biển động. Ngoài khơi khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió tiếp tục duy trì hướng Đông Nam, cường độ cấp 4, cấp 5. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ. Các vùng biển này đều không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.